Ây à, đi đi bộ với 4. Tại sao lại với 4 nhỉ? Để mình ta tiếp là bảo cũng chả ăn rồi. Được cái con này thay lại nhanh vãi trường. Còn lại thì cái gì cũng chậm. Có chuyện. Khó lắm. Double kill. Fire in the hole. Ây giời ơi. Deep. Ui bà chết. Why? Mà cái điều tôi ghét nữa là tại sao con này lại không lấy tiếng bắn của con Pankamo đi cho rồi. Lấy đúng con để bà xoay ra mà ra chứ. Trời ơi, ghét thật sự luôn ấy. Ý chết vì Bình. Ây xài đất ạ, à, cũng được mất hai tiết thế đi đâu chứ. Hold up. Dark shit. Hold up. Ultra kill. Nope. Oh, where are those? Double kill. Multi kill. Ultra kill. Damn it. Thế ngay. Shit. Kiếp rồi. Phải trăm mới chứ. Phát thế này đấy, thế nào ngã chứ hay trần thầy hiểu tại sao lại vậy luôn. Cúc mà tao. Nope. What the hell, bro? Double kill. Anh vừa tự hủy luôn, không thể hiểu. Oh shit. No. Điều cái là chết luôn. Cửa khó điều khiển và đâu à ta to A12. Oh. Ồ hả, thế đi VIP ấy tí bị kích được một buổi ra xong. Máy mà vẫn được một đứa đấy, nhưng mà thằng top nó cách 7 điểm rồi thì khó ăn lắm. Cho mình đã.
hell ra. Thank you.
Thank you.